Sau hai lần đăng tát tết bên trên trang cá nhân, phơi bày góc khuất khủng khiếp về cuộc sống hôn nhân với Thanh Bạch, mới đây, nghệ sĩ Xuân Hương liên tiếp kể về quãng thời gian 20 năm mà bà gọi là địa ngục đó. Anh lao đầu đi tiếp qua môn với người khác. Thỉnh thoảng tôi cũng bị bệnh lặt vặt. Nhớ có lần lúc con tôi còn bú mẹ, nửa đêm tôi bị tiêu chảy với từng cơn đau giật giả. Trong lúc Tào Tháo di tôi chạy trối chết thì thằng bé bỗng bỗng lồm cồm bò dậy gọi mẹ. Tôi một tay run rẩy bám chắc thành giường cố hướng người dứt sang phòng bên gọi anh. Mãi một lúc sau anh mới thức dậy. Biết tính anh, sợ anh giận tôi vừa nít thở nén cơn đau vừa e lệ trình bày lý do chính đáng. Nghe dứt anh xách thằng con lên làm thằng bé bỗng hoàng hồn khóc thét. Anh quát lớn đang ngủ mà dựng đầu dậy à. Bị chơi bay so sánh cảm tình với động vật. Có lần tôi nói với anh, vì em có một ngày hạnh phúc thôi rồi Tết cũng mãn nguyện. Anh hỏi tôi, giờ em thích gì anh chịu. Hoặc tôi hỏi, nếu mai mốt em chết trước anh thì anh có khóc không? Anh re bay không do dự, khóc thì chắc là không. Nhưng chắc cũng bi ai một chút chới. Con chó nuôi lâu ngày cũng mến tay mến chân, nó chết cũng bi ai vậy, huống chi là con người. Đó, chồng như thế mà dường như không yêu sao nè. Nghe nói như thế là qua môn hạnh phúc bắn ra như pháo hoa. Rồi cứ thế mà anh nói, anh cản tôi đừng làm, anh thương nên cho roi cho vọt mà sao cái tính tôi lì lợm quá, chưa biết nghe lời chồng, tôi vẫn cứ làm. Tôi viết kịch bản trong tiếng cằn nhằn bực bội của anh, tôi khóc mờ mắt mà tay thì viết các lời hài hước do cái đầu nghĩ ra. Đã vậy, chốc chốc anh lại bảo tôi chỉ cho anh cách re bài phỏng vấn của báo chí, tôi quẹt nước mắt dứt viết để đọc từng câu cho anh ghi lại. Chia sẻ riêng với phóng viên, nghệ sĩ Xuân Hương cho rằng, việc Thanh Bạch nói nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân là do thiếu lãng mạn trong cuộc sống là sự xúc phạm đối với bà. Đến khi đi tập chương trình thì tất cả diễn viên đều đến đúng giờ. Riêng anh luôn đến trễ hơn tiếng cả đồng hồ. Trong lúc mỗi cá nhân đang tập thì anh công bằng nói chuyện ma phone hết người này tới người khác. Có gặp gỡ và hẹn hò với ai cũng gặp gỡ và hẹn hò trong dòng thời gian đó. Ngay cả khi báo chí phỏng vấn hoặc có ai hỏi thì tôi cũng re bai rằng cả hai cùng sáng tác. Kể cả chương trình này tôi cũng không định ghi tên tác giả. Nhưng vì anh hỏi, tôi re bai, thì đề tên Xuân Hương. Anh đề nghị hay là đề tên là quận Xuân Hương. Quy là một trong những ẩn số, một cái tên tắt ai muốn hiểu tên ai ai cũng. Cũng trong chương trình này, trong lúc diễn do sơ suất trong hậu trường tôi bị vết thương bên trên trán khá sâu làm máu tung xối xả. Tất cả bạn diễn đều băn khoăn lo lắng cho tôi. Còn anh thì đứng hờ hững không oi lắm như thể đứng trước một con chuột hay là một con chó quăng bị vết dậy. Mày vô phước lắm đó Bạch. Mày có con bà xã dữ quá. Anh có thế mạnh là có thể làm việc trong môi trường độc hại mà không bị ảnh hưởng gì. Một lần nọ khi tôi đang nấu cơm ở phía sau thì nghe con khóc đứt.
chạy lên thấy anh ngồi nghe nhạc, còn thằng con mới biết lẩm chẩm bước chân thì leo lên bộ bàn salon té xuống khóc xanh tím mặt mày. Tôi trách anh sao không coi chừng con, anh bảo tại sao tôi không tự giữ mà lại sai anh làm cái việc anh không thích hợp. Tôi thấy anh nói cũng quá có lý, nhưng không có cách nào hơn nên lặng im đi nấu cơm tiếp. Lát sau nghe con khóc thét lên, tôi lại chạy lên thì thấy anh kẹp thằng con giữa hai cái chân tréo lại. Thằng con bị kẹp giữa hai chân cứ ngút ngoác giãy giụa giữa hai chân anh như con cá bị nắm chặt phần đuôi, còn anh đang đọc báo. Từ đó tôi mới thấy mình lộc may vì có chồng nghệ sĩ nên vì đầu óc rất sáng kiến cho mới có thể làm một lúc hai việc. Nghệ sĩ Xuân Hương liên tiếp kể về cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Thanh Bạc để chứng minh cho mỗi cá nhân thấy nguyên nhân đổ vỡ thật sự là gì. Tôi góp ý thì anh bảo sao bao giờ tôi cũng bình chọn anh thấp quá. Rồi anh than thân trách phận gì sao ông trời lại sơ duyên như đôi đũa lệch. Lần đó anh bảo, em không bao giờ thấy anh hay, anh giỏi một chút nào hết. Làm bà xã mà dường như không thần tượng chồng mình, bao giờ cũng chê bai thì không có hạnh phúc. Em chưa bao giờ khen anh một câu nào. Anh là một trong những người bất hạnh. Anh thấy anh người cao tuổi rất hạnh phúc vì có người bà xã biết yêu chồng. Luôn cắt để dành các bài báo dán vô cuốn anh bơn. Còn anh khét tiếng như thế mà em không bao giờ cất giữ các bài báo nói về anh. Bởi thế cho nên nhà văn nói với anh, mày vô phước lắm đó Bạch. Mày có con bà xã dữ quá. Tôi thấy mình có lỗi vô cùng. Ngay sau khi nghệ sĩ Xuân Hương bức xúc chia sẻ bên trên trang cá nhân, Thanh Bạc đã re bai bằng một bài báo cho rằng, từ ngày chia ly bà, cuộc sống của ông sướng như tiên. Nhưng món ngon ăn mãi cũng nhàm. Nghe miết tôi đâm ngán. Tôi nhu cầu anh tắt nhạc. Anh vẫn cứ nghe tiếp với lòng say mê vô hạn như người bị ngáo đá vậy. Trong một phút không kềm chế, tôi cầm cái đĩa hát quăng vô thùng nước. Anh gọi microphone cho ai đó miếu máu rằng cuộc sống của anh bây giờ như địa ngục. Anh chỉ còn chua vô âm nhạc để sống qua ngày mà bà lấy cái đĩa quăng vô thùng nước. Chuyện này xảy ra hồi năm 1997. Nhưng mới đây, trong một chương trình nói về cuộc đời nghệ sĩ bên trên TV thấy anh hát, bên dưới hàng ghế khán giả có một con gái cười rạng rỡ vì nghĩ rằng bài hát đó anh hát để khuyến mãi mình. Thôi thì sân ga dành cho hai người, thì bài hát cũng có thể.